Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh channel Thắng Thắng TV. Và mình là Thắng nè. Và đây là Luân. Và đây là Nam. Thì hôm nay bọn mình có một bộ đồ chơi lắp ráp các nhân vật, tên của nó là Mai Ua. Thì những cái nhân vật trong bộ đồ chơi này rất giống Mini Ua này, hay là Minecraft luôn ấy, rất giống là Lego nữa. Thì hôm nay bọn mình sẽ lắp ráp cái bộ đồ chơi này. Đó, đây. Thì bên trong bộ đồ chơi này có 16 nhân vật, phải không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ủa đúng rồi, có 16 nhân vật các bạn ơi. Thì bây giờ rất là nhiều luôn, nên là ba bọn mình mỗi người sẽ lắp tầm 4 nhân vật. Mỗi người phải lắp 5 nhân vật nhờ, 5 x 3, 15. Còn một cái nhân vật nữa thì... Em lắp. Ok, luôn lắp cũng được. Đó, thì bây giờ bọn mình sẽ lắp từng nhân vật một, để xem là nó sẽ ra hình gì nhá. Đó, lấy mô hình năm đi. Lấy mô hình trước. Rồi, bây giờ bọn mình sẽ thi xem là ai sẽ lắp ráp cái nhân vật này xong nhanh nhất nha các bạn ơi. Đó, lấy hộp đây. Ok, được chưa, được chưa? Rồi, rồi. Được chưa? Ok, chẳng đi. Nhìn nào, nhưng mà có hướng dẫn không nhỉ? Đã lắp bao giờ đâu? Đây, đây. Đâu? Nhìn đây. Rồi ông lắp. À đây các bạn ơi, ở cái vành này người ta hướng dẫn này. Ở cái vành này đấy, người ta hướng dẫn cách lắp này. 3, 2, 1, bắt đầu. Ủa cái đầu của mình đâu nhỉ? À đây rồi, thấy cái đầu rồi. Luân thấy cái đầu chưa? Rồi. Cái đầu này, cái đầu xung quanh thân này. Tay đâu nhỉ? À tay đây, tay đây, tay đây. Ôi trời ơi, sao cái tay này nó bị nóng à? Ok, thua con. À, ôi, cái tay của mình nó chặt quá. Ôi trời ơi, cái tay của mình nó không vào này. Hi, các bạn ơi, chắc hẳn là các bạn đang cảm thấy rất là kỳ lạ khi mà ba bọn mình đang ngồi thi lắp ráp nhân vật Mai Ua với nhau mà tự nhiên lại xuất hiện ra cái bối cảnh có một mình ngồi như thế này để nói đây. Thì đấy là cái câu chuyện của tối ngày hôm qua mọi người ạ. Thì bọn mình cũng thi đấy chứ, nhưng mà bọn mình cứ tưởng là lắp ráp cái nhân vật mô hình đấy nó dễ cơ. Trời ơi, làm ngờ đâu, ui trời ơi, lắp ráp khó thật đấy. Bởi vì bọn mình chưa từng lắp cái này bao giờ. Nhưng mà nó cũng khó thật đấy, nhìn mà có người ta hướng dẫn rồi nhưng mà không có lắp được đâu. Thế là cả ba người này lắp đến từ 8 giờ đến tận 11 giờ đêm mới xong luôn. Trời ơi, thì đến lúc đấy cũng muộn rồi, nên là hai thằng ở cạnh hàng xóm như mình nó đi về rồi. Hôm nay mình mới giới thiệu cho tất cả các bạn xem cái thành quả này. Thì đây, đây là mọi ơi, thì đây là thành quả của bọn mình nè. Đó, thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn từng nhân vật một biết nha. Đó, chúng ta sẽ đến với cái nhân vật đầu tiên này. Thì cái nhân vật đầu tiên này là cái con xì ke này các bạn ơi. Đó, cái con xì ke là con màu đen xì luôn chứ. Tay của nó cầm cái cung này. Đúng rồi, cái cung này, cầm cái cung này. Đó. Ô, cái cung này cầm ngược rồi. Vậy ra cái cung phải cầm như thế này nó mới đúng nè. Đó, cung cầm như thế này nó mới đúng này, phải không nhỉ? Nhưng mà như thế này thì mới để được này. Đó, và đây là con chuồn chuồn này. Dưới này thì nó sẽ có hai con cá này và rong biển này. Và chắc chắn rằng cái con xì ke này nó đang ở bên dưới sông này. Đó, bởi vì có con chuồn chuồn nó ở trên mặt đất này. Bắt đầu đến cái nhân vật thứ hai các bạn ơi. Đây, bỏ ra cho đỡ vướng nhá. Và cái nhân vật thứ hai này các bạn, nhân vật thứ hai này vẫn là một cái con xì ke này, nhưng mà cái con xì ke này nó lại màu trắng rồi các bạn. Thì cái con xì ke này hình như là nó đang cưỡi trên mình là một cái con cá bạn ơi, một con cá lóc sao ấy, hình như là vậy, bởi vì cái thân của nó hình như là to to mà mình nghĩ chắc là con cá lóc. Và đây cũng là rong biển này, cũng đang ở dưới biển lốt. Thì cái con xì ke này nó cầm cái cung màu nâu các bạn ạ, con xì ke cầm cái cung màu nâu. Nhìn đáng yêu phết này, nhưng mà mình không thích xì kè đâu. Xì kè nó hay cầm cung bắn mình lắm. Đó, và nhân vật thứ hai. Và bây giờ sang nhân vật thứ ba này các bạn ơi. Nhân vật thứ ba của chúng ta là một người các bạn ạ, là một con người bình thường thôi, đang cầm trên tay một cái rìu này. Rìu này chắc là rìu gỗ rồi. Nó hình như là người ta đang xây dựng nhà này. À, kiểu như đây là một cái ngọn hải đăng sao các bạn ạ. Đây này, đây kiểu như là một cái ngọn hải đăng này.
người ta đang sinh tồn đấy, người ta đang sinh tồn trên biển này. Bắt đầu đến cái nhân vật thứ tư này các bạn, wow, nhân vật thứ tư cũng là một người nhìn cái bộ quần áo của người này giống y như là siêu nhân luôn các bạn ạ. Thì người này đang xây kiểu như là một cái tòa tháp cao nhất thế giới này sao ấy. Đây là một cái cây hoa này các bạn ơi, cây hoa nhìn như kiểu hoa ăn thịt ấy. Thì đây, đây phải quả trứng không nhở? Chắc đây là quả trứng rồi. Và người này thì đang cầm cái cúp này, cái cúp này màu đỏ, cúp mà đa đỏ các bạn ạ. Thôi thôi cất đi. Đó, bắt đầu tiếp tục đến cái nhân vật thứ 5 này các bạn ơi. Đó, thì nhân vật thứ 5 này thì đây vẫn là cây rong biển này. Hình như là mấy cái nhân vật này mình xem từ đây, từ nãy đến giờ toàn nào ở bên dưới biển các bạn ạ. Đây này, cây rong biển này, hai cây này chắc cũng dưới biển lốt. Nhưng mà ở cái người này thì lại là một cái kiểu như là một cái gọi là gì nhỉ, gọi là cái tháp đi. Đấy, cái tháp này để lối trên mặt nước này, người ta đang đứng trên mặt nước. À, và đây là một chiến binh các bạn ạ. Chiến binh này cầm cây kiếm này, cây kiếm gỗ, trời ơi cùi bép. Người ta đang đứng ở trên một cái tòa tháp để bảo vệ thế giới đấy, ngắm nhìn xem là có kẻ thù không các bạn ạ. Thôi tiếp tục cất vào đây. Đến cái nhân vật thứ 6 các bạn ơi. Thì đây, đây là nhân vật thứ 6. Thì đây cũng là một cái con người đang sinh tồn các bạn này. Đây chắc là ở mặt đất các bạn ơi. À, sao cái này nhìn kiểu như là cái du thuyền đấy nhỉ? Mà không phải du thuyền đâu, cái này kiểu như là cái gì mình không biết. Tay của người ta đang cầm cái cuốc chim nè. Đây nhìn nghe có vẻ giống trên mặt đất thật đấy. Đây, đây là cái đèn này. Đây là cái đèn này các bạn ơi. Đây là cái đèn này. Ok, cất đi. Đến cái nhân vật tiếp theo. Thì cái nhân vật này nó vẫn giống cái nhân vật này các bạn ơi. Hai cái địa hình này nó giống nhau này. À nhưng mà khác các bạn ạ. Khác khác các bạn ơi. Cái nhân vật này là cái có cây hoa này, có cái nhân vật này. Nhân vật này chỉ giống ở mấy cái mỏ này thôi. Còn đâu là nó khác các bạn ạ. Đây là cái đuôi à. Nhân vật này cũng cầm cái cuốc chim nè. Nhưng mà cái nhân vật này nhìn già hơn các bạn. Cái nhân vật này có râu các bạn ơi. Đây này, cái nhân vật này có râu này, nhìn rất là già luôn. Thôi mình sẽ để đây. À hình như là vẫn ở dưới mặt nước sao các bạn ơi. Đây có cái lá sen này. Đây có cái lá sen. Cất vào đây. Chúng ta đến cái nhân vật tiếp theo các bạn ơi. Đó là cái nhân vật mình rất là ghét luôn. Đó là cái nhân vật phát lỗ này các bạn ơi. Nhân vật Creep này. Ở Creep đúng không? Đọc là Creep. Mình rất là ghét cái nhân vật này. Ôi, nó không cần có ra đây đây. Cho nó bấu cho này nha. Đấy, đấy. Nhân vật Creep suốt ngày phát lỗ đi phá hoại. Mình hay gọi cái nhân vật này là nhân vật phá hoại các bạn ơi. Thì đây vẫn... Ôi ôi, quả trứng nó rơi ra rồi này. Cho quả trứng vào đây luôn. Đó. Và tiếp theo, mô hình tiếp theo các bạn ơi. Thì đây, nhân vật này đang cầm cái cuốc chim này. Đó, thì đây là kiểu như là cái đèn đấy. Wow, đúng rồi. Cái này kiểu như là cái gì nhỉ? Cái này ở trong Minecraft gọi là gì nhỉ? Trời ơi, mình quên mất xứ rồi. Cái như là cái gì nhỉ? Ôi, quên rồi. Kiểu như là cái này là cái của người cá ấy, đúng không? Cái vũ khí của người cá gọi thế để cho nó dễ hiểu. Cất đi. Và đây, ta lại đến cái nhân vật tiếp theo này. Đây là một cái nhân vật, một cái chiến binh đang cầm cái cung tên và hình như là ông ta đang cưỡi một cái con cá heo các bạn ơi. Cá voi ấy. Mình nhìn giống cái con cá voi hơn các bạn ạ. Đó, nhân vật này kiểu như là siêu nhân này. Nhìn y là siêu nhân luôn, đang cưỡi một con cá voi. Đó, cất vào đây. Và tiếp theo các bạn ơi, thì đây cũng là một cái chiến binh. Đây cũng là chiến binh đang cầm cung này các bạn ạ. Chiến binh này đang cầm cung mà chiến binh này cũng đang ở dưới mặt nước lốt. Bởi vì có con cá này. Và hai cái này mình cũng không biết là hai cái này nó tượng trưng cho cái gì nữa. Đây là cái đuôi này. Trời, cũng đẹp phết đấy. Cất vào đây. Tiếp tục các bạn ơi. Yes. Lại đến cái chiến binh tiếp theo này. Thì đây không biết đây là cái hình dạng của cái mô hình gì nhỉ? Rồi sao bật ra? Ui ôi, bật ra rồi. Đó. Thì cái chiến binh này đang cầm kiếm nha các bạn ơi. Và tiếp tục thì cái mô hình này nó vẫn giống cái mô hình này các bạn ơi. Đó, hai cái mô hình này giống nhau này. Nên là mình sẽ không nói gì nữa. Này. Wow các bạn ơi, đây này.
đây là như kiểu một cái phi thuyền này các bạn ơi. Đó, cho chiến binh. Cho chiến binh đứng ở đây. Đó, đúng rồi. Wow, đúng rồi. Chiến binh này hình của nó là hình kiểu như là đang phi hành, đang ở ngoài vũ trụ các bạn ạ. Đúng rồi đấy, đang mặc quần áo của phi hành gia này và đây là cái con tàu vũ trụ này. Ok, yes, đang bay ngoài vũ trụ các bạn ơi. Yes. Và đây là cái lòng súng này. Hè hè, cái lòng súng. Các bạn đây. Và tiếp theo các bạn ơi, một chiến binh đang cầm cái rìu, đang cầm cái rìu để đi đào gỗ này. Hình siêu nhân luôn nha. Lại một chiến binh siêu nhân tiếp. À, cái chiến binh này đang đứng cận một cái khẩu đại bác này các bạn ơi. Wow, vẫn còn này các bạn ơi. Đây nè, khẩu đại bác này. Các bạn biết cái này là cái gì ở trong Minecraft thì các bạn nhớ comment để cho mình biết nha, để mình nhớ lại phát. Ở đây, đây bên cạnh là cái quả đại bác này, có thể nhét cái này vào này, để bắn này. Ui, bắn được luôn nha các bạn nha. Đây nè, đại bác này. Đó, có thể di chuyển được này. Đấy, điều chỉnh góc bao nhiêu độ này, thấy chưa? Chất chưa? Đó, bắn này, mình sẽ bắn cho bạn xem này. Ui, bạn ơi, bắn luôn này. Hi ha ha. Yeah, ok hết rồi nha. Mình sẽ dừng cái video ở đây nha và cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong cái video lần sau. Bye bye.